Người cung Khảm mệnh thủy xây nhà năm 2021 hướng Đông tứ mệnh hay là Tây tứ mệnh được lộc trời cho giàu sang vô đối. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại chương trình Phong thủy may mắn. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của Thầy Gia Cát. Lời đầu tiên cho tôi xin được gửi lời tri ân tới toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy nhà ở của chúng tôi. Trong suốt thời gian qua thì chúng tôi nhận được khá nhiều yêu cầu từ khán giả yêu thích chương trình hỏi về tử vi, phong thủy, đặc biệt là về việc xây nhà năm 2021, hướng nào tốt, hướng nào xấu, làm thế nào để có thể hóa giải. Được sự tư vấn của Thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về việc xây nhà cho người mệnh khảm. Các bạn hãy đăng ký kênh Phong thủy May mắn để cập nhật những video mới nhất. Sau đây sẽ là nội dung chương trình xem tuổi làm nhà năm 2021 cho người mệnh khảm. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quẻ bản mệnh là một trong những kiến thức tử vi quan trọng có tác dụng đoán định phần nào số mệnh của một người. Cũng thông qua quẻ này, chúng ta có thể xác định nhiều vấn đề như là đặt tên, chọn hướng nhà, chọn hướng bếp, chọn bạn đời phù hợp. Cùng xem thông tin lý giải về mệnh khảm có điểm gì đáng chú ý. Đầu tiên thì ta sẽ xét về người mệnh khảm thủy. Năm mệnh bao gồm những người sinh năm 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Mão, 1954 Giáp Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý, 1981 Tân Dậu, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý, 2017 Đinh Dậu, 2026 Bính Ngọ. Nữ mệnh bao gồm những người sinh năm 1923 Quý Hợi, 1932 Nhâm Thân, 1941 Tân Tỵ, 1950 Canh Dần, 1959 Kỷ Hợi, 1968 Mậu Thân, 1977 Đinh Tỵ, 1986 Bính Dần, 1995 Ất Hợi, 2004 Bính Thân, 2013 Quý Tỵ, 2022 Nhâm Dần. Đầu tiên ta xác định phương hướng của mệnh khảm. Quẻ khảm xác định phương hướng như sau: sinh khí ở hướng đông nam phương tốn, thiên y ở hướng đông phương chấn, diên niên ở hướng nam phương ly, phục vị ở hướng bắc phương khảm, tuyệt mệnh ở hướng tây nam phương khôn, ngũ quỷ ở hướng đông bắc phương cấn, lục sát ở hướng tây bắc phương càn, họa hại ở hướng tây phương đoài. Đầu tiên đó là hướng Bắc thì gồm có ba Sơn Nhâm Tý Quý 337,5 đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế với nhà tọa Ngọ hướng Tý, tọa Phạm Tuế Phá và Tam Sát hướng Phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm Phạm Tam Sát cũng không nên xây, nhà tọa Quý hướng Đinh Phạm Mộ Lòng Biến Vận Sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Người mệnh khảm đông trạch nên xây nhà hướng Bắc thuộc đông tứ mệnh hợp hướng được phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam tự quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu, nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì ông họa khôn lường. Vì vậy với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy đó là gương bắt quái tinh cầu và dán bên dưới bộ mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu ra ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng đông thì gồm có ba Sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, Phạm Ngũ Hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, Ngũ Hoàng Ngũ Hoành thuộc thổ đào đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ. Những nhà mà tọa tây hướng đông thì tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa, nhà tọa dậu hướng Mão còn Phạm Mộ Long biến vận sát, nên để sang năm 2020 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo rước họa vào thân. Người mệnh khảm thì thuộc đông trạch nên xây nhà hướng đông thuộc đông tứ mệnh, nên hợp hướng được thiên y thuộc sao cự môn thổ hướng đông bắc tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách quan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh còn khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để có thể hóa giải. Ngoài ra, để hóa giải triệt để nhà không hợp hướng, người mệnh khảm cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu cùng với bộ mai hoa trấn trạch treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Xét sang hướng nam thì gồm có ba Sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa bắc hướng nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ đó là tháng Giêng
tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Còn trong trường hợp cần tu tả sửa chữa nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Người mệnh khảm xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Quốc thuộc kim hướng Tây Bắc, tự quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để có thể hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù trụ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Còn về hướng đông nam gồm có ba sơn thìn tốn tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 canh tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và đông nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng tốn và tọa hợi hướng tỵ phạm mộ lòng biến vận, không nên xây mới nếu xây chọn vào ngày tháng cát lành, đó là tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa thìn hướng tuất không phạm sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Người mệnh khảm nam mạng ở hướng này thuộc đông tứ mệnh nên hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tự quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ có thể hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làng sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra, đối với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Còn sát sang hướng Tây thì gồm có ba sơn canh dậu tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 canh tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này xây không được cát. Những nhà mà tọa mão hướng dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa giáp hướng canh và tọa ất hướng tân có thể xây mới trong năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Người mệnh khảm mà ở nhà hướng này thuộc tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm và hòa hại là sao lộc tồn thuộc thổ, hướng tây nam tượng quái là khôn, chủ về tổn thương cơ thể, suy yếu, dễ nản trí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để có thể hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp mà đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới pháp khí mai hoa chấn chạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng đối với người mệnh khảm. Xét sang hướng tây nam gồm ba sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến tây nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới vào năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 thì sơn thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, tháng 10 khi đó tiết khí thay đổi, làm sẽ rất cát. Người mệnh khảm mà xây nhà hướng tây nam thuộc tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tượng quái là đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, người mệnh khảm khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho ngày tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các vị trí phòng ban hợp lý cho năm tháng ngày giờ để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để có thể hóa giải. Còn trong trường hợp mà gia chủ đang ở nhà hướng tây nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng đối với người mệnh khảm. Xét sang hướng tây bắc thì gồm có ba sơn tuất càn hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành
thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng hợi, tọa phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới vào năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6 và tháng 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì nên chọn thời điểm sau đông chí, khi đó tiết khí thay đổi, làm sẽ cát. Những người mệnh khảm mà xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao phần khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Những người mệnh khảm mà đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng đối với người mệnh khảm. Xét đến hướng Đông Bắc gồm 3 sơn Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Đối với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu kỷ đô thiên sát. Anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch, nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4 và tháng 6 âm lịch. Với những người mệnh khảm xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa vào năm 2020, nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Còn trong trường hợp mà những người mệnh khảm mà đang ở nhà hướng Đông Bắc rồi thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng của chuyên gia phong thủy. Tiếp theo, ta xác định đường con cái của người mệnh khảm. Xem lý giải về mệnh khảm, người mệnh này mà bếp ở hướng sinh khí đông nam thì sao tham lang sinh khí ở chấn dương mộc, cung tốn là âm mộc, chấn dương mộc và tốn âm mộc tương khắc với nhau, có 5 người con, vượng đinh nhiều con trai. Người mệnh khảm mà bếp ở hướng diên niên nam thì sao ngũ khúc diên niên thuộc quẻ càn dương kim gặp cung ly hỏa là âm. Âm hỏa khắc với dương kim, cung khắc giao, ngoài khắc trong, chủ về tiền tài hai hụt, có hung tai tổn thương nam giới. Người này có 4 người con, trai nhiều hơn gái. Người mệnh khảm mà bếp ở hướng thiên y đông thì sao cự môn thiên y là cấn dương thổ gặp cung chấn mộc dương, mặc dù mộc khắc thổ nhưng cung dương sao dương thì bất hung hiểm. Người này có 3 người con trai. Người mệnh khảm mà hướng bếp ở bắc phục vị thì sao phụ bật phương tốn âm mộc gặp cung khảm dương thủy sinh âm mộc, cung sinh sao, ngoài sinh trong, chủ tiền tài tiến vào, giàu có nhanh chóng. Người này chỉ sinh con gái chứ không sinh con trai. Bản mệnh khảm mà bếp ở hướng tuyệt mệnh tây nam thì sao phá quân âm kim gặp cung khôn âm thổ sinh âm kim, cung sinh sao, ngoài sinh trong, tài lộc thịnh vượng phát đạt nhanh. Người này tuyệt tự không có con hoặc là chỉ sinh con gái nhưng yểu mệnh. Xem thông tin về người mệnh khảm mà hướng bếp ở ngũ quỷ đông bắc thì sao liêm trinh âm hỏa gặp cung cấn dương thổ, âm hỏa sinh dương thổ, sao sinh cung trong sinh ngoài, gia đình thịnh vượng an khang. Người này có 2 người con trai. Người mệnh khảm mà bếp ở hướng lục sát tây bắc thì sao văn khúc dương thủy gặp cung càn dương kim sinh dương thủy, cung sinh sao, ngoài sinh trong, tiền tài dồi dào phát đạt. Người này có 1 con trai. Người mệnh khảm mà hướng bếp ở họa hại tây thì sao lộc tồn âm thổ gặp cung đoài âm kim, âm thổ sinh âm kim, sao sinh cung, trong sinh ngoài, gia vận thịnh vượng. Người này ít con hoặc là không có con, phải đổi bếp sang hướng sinh khí mới có thể có con.
luận đoán số mệnh của người mệnh khảm. Đó là xem tử vi cho người mệnh khảm, bạn đời tốt nhất nên chọn người mệnh tốn, xứng cung phu thê nên vợ chồng hòa hợp, cảm tình tốt đẹp, phát tài vượng đinh, mọi mặt đều cát lợi, kết hôn với người mệnh chấn ly khảm cũng khá là hòa hợp. Về phương diện sức khỏe, mệnh khảm mà bếp ở hướng khôn hoặc là hướng cấn thì thân thể không được khỏe, xuất hiện các bệnh về dạ dày như đau dạ dày, xuất huyết dạ dày, loét dạ dày, tiêu hóa kém. Vì khôn âm thổ và cấn dương thổ đều khắc thủy, bếp ở hướng càn thì chủ phổi yếu, hô hấp không tốt, có bệnh ở mũi, càn là lục sát, phương này rất hại, cần phải nhanh chóng đổi bếp sang hướng thiên y, phương chấn để bệnh mau khỏi. Về phương diện tai họa, người mệnh khảm phạm quẻ khôn là tuyệt mệnh, chủ người mẹ không hiền lành, vợ chồng thì không hòa thuận, thương khắc mà tổn hại tới nhau, phạm hướng họa hại, tất tự sinh buồn phiền, gia đình không yên ấm. Về phương diện tù ngục, người mệnh khảm gặp quẻ càn lục sát thì vướng quan tai, ngục hình cực kỳ cấm kỵ. Đặt bếp hướng này, tất gặp kiện tụng, dính líu tới pháp luật. Dựa vào những lý giải về mệnh khảm ở trên thì mọi người nên chú ý để tránh hung tìm cát, đặc biệt là chọn hướng bếp chuẩn xác cho ngôi nhà của mình. Việc lựa chọn cho mình hướng nhà hợp lý là điều hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến số mệnh của một đời người. Vì vậy, việc xây nhà là lựa chọn bố cục phong thủy nhà ở phải hết sức hợp lý để phù hợp với công năng sử dụng của tất cả những người trong gia đình, giúp cho gia đình bạn có cuộc sống viên mãn hơn. Để việc xây dựng nhà được cát lành, ta xét đến các yếu tố sau. Về thái tuế, khả tọa bất khả hướng, có nghĩa là nếu làm vào năm 2020 năm Canh Tý thì hướng Tý Bắc phạm vào thái tuế, vì vậy tất cả những nhà hướng Bắc đều không xây được. Do thái tuế là tối đẳng thượng thần, là thần sát lớn nhất trong năm, vì vậy không nên động chạm vào. Thái tuế tốt thì không gì tốt bằng, nhưng khi phạm phải thì hung họa cũng thật khó lường. Do vậy, những nhà hướng Bắc năm 2020, trong trường hợp mà bắt buộc phải xây mới thì cần phải xem xét thật kỹ, cần phải lựa chọn thầy phong thủy uy tín tư vấn và thiết kế bố cục phong thủy hợp lý để có thể hóa giải. Còn về tuế phá, đối diện thái tuế là tuế phá, có nghĩa là nếu năm 2020 năm Tý thì hướng Ngọ Nam phạm. Vì vậy, tất cả những nhà hướng Nam có tọa độ là 180 cộng trừ 7,5 độ không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Vì vậy, trước khi xây thì cần phải đo đạc cẩn thận xem nhà mình có rơi vào tọa độ không. Nếu đúng thì không nên xây mà chọn năm khác xây mới được. Còn rơi vào những độ số khác thì cần phải tham khảo ý kiến từ chuyên gia trước khi xây mới hay sửa chữa để được cát lành nhất. Còn về tam sát, khả hướng bất khả tọa, tam sát bao gồm tuế sát, kiếp sát, tai sát, chúa tể của âm khí, chết chóc và bệnh tật nặng. Năm Dần Ngọ Tuất sát hướng Bắc, năm Thân Tý Thìn sát hướng Nam, năm Hợi Mẹo Mùi sát hướng Tây, còn năm Tỵ Dậu Sửu sát hướng Đông. Còn năm 2020 kỵ tọa Nam, vì vậy những nhà hướng Nam thì không nên xây mới trong năm 2020. Về sao Lực Sĩ, vốn là sao hộ thần của sao Thái Tuế, là hung tinh, là thần hung ác gây sát thương, tai nạn, tai họa bất thình lình. Cách tính Lực Sĩ: Hợi Tý Sửu Lực Sĩ tại Cấn, Dần Mão Thìn Lực Sĩ tại Tốn, Tỵ Ngọ Mùi Lực Sĩ tại Khôn, Thân Dậu Tuất Lực Sĩ tại Càn. Năm 2020 kỵ hướng Đông Bắc, vì vậy những nhà tọa khôn hướng Cấn không xây mới hay sửa chữa trong năm 2020. Về ngũ hoàng sát, ngũ hoàng được tính theo huyền không phi tinh, ngũ hoàng là các tinh chủ về bệnh tật, chết chóc, tai nạn, bại sản. Năm 2020, ngũ hoàng đại sát hướng Đông, để tránh những tai họa do ngũ hoàng đại sát mang đến, những nhà mà hướng Đông vào năm 2020 tuyệt đối không xây mới hay sửa chữa. Về Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, kỵ tọa nhà, năm Giáp Kỷ tại Sơn Thìn Tỵ, tối kỵ luôn vào tháng Thìn Tỵ, tức là tháng 3 và tháng 4. Còn năm Ất Canh tại Sơn Dần Mão, năm Bính Tân tại Sơn Tuất Hợi, năm Đinh Nhâm tại Sơn Thân Dậu, năm Mậu Quý tại Sơn Ngọ Mùi. Năm 2020 thì không tọa nhà Sơn Dần Mão, những nhà hướng Đông Bắc tọa Thân hướng Dần và nhà hướng Đông tọa Dậu hướng Mão không xây mới bất kể bạn tuổi gì. Về Mộ Long Biến Vận Sát, phạm Mộ Long không được tọa nhà ở đó sẽ làm cho người đàn ông lớn trong nhà giảm thọ. Phạm Mộ Long không hóa giải được, chỉ có cách là đợi tháng nào có cát tinh đến thì sửa, tạm thời chấp nhận. Ví dụ, năm Kỷ Hợi mà xây dựng căn nhà tọa Tý hướng Ngọ, Long Mạch từ Tý đến Long Tý đem đối chiếu với bảng hồng phạm ngũ hành thì thuộc hành thủy.
thủy cục thì mộ khố tại Thìn. Xét năm Kỷ Hợi lấy ngữ thủ độn thì ta khởi Giáp Tý. Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn thì ta biết rằng vào năm Kỷ Hợi, mộ khố của căn nhà tọa Tý là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc, mà năm Kỷ Hợi có nạp âm là Bình Địa Mộc, bằng với mộ Long là tốt. Hành của mộ Long bằng, sinh nhập và khắc xuất với nạp âm, năm tháng ngày giờ là tốt, sinh xuất khắc nhập là hung. Vào năm 2020, mộ Long tại Bốn Sơn, Càn, Hợi, Đoài, Đinh. Vì vậy, những nhà hướng Đông Nam tọa Càn, hướng Tốn, tọa Hợi, hướng Tỵ, không xây mới. Nhà hướng Tây tọa Mão, hướng Dậu, không xây mới. Nhà hướng Bắc tọa Đinh, hướng Quý, không xây mới. Bất kể là bạn tuổi gì, cần phải tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể, từ việc chọn thời điểm làm nhà đến tư vấn bố cục phong thủy hợp lý với thế đất và tuổi của gia chủ, đảm bảo cho việc xây nhà vào năm 2020 được cát lành may mắn. Không phạm lạc quái. Lạc quái là đường sơn hướng của nhà, đường tâm cẩm, cửa nằm sát vào đường phân tuyến giữa các quẻ. Lạc quái là tiến thoái bất nhất, vợ chồng lục đục, anh em bất hòa, văn nhân hay mắc phải bệnh tâm thần, nhiều sự việc bất hạnh liên tiếp xảy ra. Người ta gọi là lạc quái là tiện cục. Tiếp theo đó là không phạm âm dương sai thác. Âm dương sai thác là đặt sơn hướng của nhà hoặc là tâm của cổng cửa nằm đúng vị trí của bát long sau Bính Thìn, Kỷ Tỵ, Kỷ Mùi, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Ất Hợi, Quý Sửu, Bính Dần. Nhà phạm vào âm dương sai thác đã tiến thoái lưỡng nan, còn gọi là âm dương sai thố. Nhà loại này hay bị kiện tụng, miệng tiếng thị phi khẩu thiệt, tổn nhân đinh, dễ mất chức, giới sĩ, bị bôi bẩn, hoen ố. Nhà này gọi là bại cục. Sửa nhà cơi nới ngoài các yếu tố trên thì chú ý thêm không được sửa năm nhị hắc đáo hướng, đó là hướng nam vào năm 2020. Như vậy, trong 24 sơn hướng, những mảnh đất có sơn hướng sau không được khởi sự: Tý, Ngọ, Nhâm, Quý, Sửu, Cấn, Dần, Giáp, Mão và Ất. Mộ Long tính riêng cho từng hướng. Các sơn hướng khác thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để chọn thời điểm và bố cục xây nhà hợp lý nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài phân tích của chuyên gia phong thủy may mắn về việc xây nhà năm 2020. Như vậy thì quý vị đã biết phong thủy là một bộ môn khoa học có từ ngàn năm trước, nó đã được kiểm chứng trong suốt thời gian dài. Vì vậy, chớ nên coi thường yếu tố phong thủy khi mà tiến hành xây nhà hay là sửa chữa nhà cửa. Điều chắc chắn là đừng để nước đến chân rồi mới chạy. Nếu có ý định mà làm nhà thì hãy chuẩn bị trước ít nhất từ 3 đến 6 tháng, thậm chí là 1 đến 5 năm để có thể chủ động trong việc chọn thời điểm cũng như là thiết kế bố cục phong thủy hợp lý. Không nên để ý quá nhiều vào việc tuổi gì mà hãy xem mảnh đất nhà mình định làm nhà thì có được những hướng bao nhiêu độ, tọa bao nhiêu độ, sau đó sử dụng la bàn, la kinh hay là điện thoại tốt để đo độ xem hướng đó bao nhiêu độ, rồi cho thầy biết, thầy sẽ cho bạn lời khuyên. Tất nhiên còn nhiều yếu tố ngoại loan đầu và rất nhiều yếu tố khác nữa. Vì vậy, việc lựa chọn được thời điểm làm nhà là hết sức quan trọng, cần phải có sự tư vấn từ các chuyên gia phong thủy uy tín. Bởi vì vậy, nên quý anh chị đừng ngần ngại liên hệ với các thầy phong thủy may mắn để được tư vấn chi tiết cụ thể. Hãy đăng ký kênh để nhận được những kiến thức phong thủy bổ ích ứng dụng trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.